Theo anh chị và các bạn thì cái đàn gà hiện nay đang đang ăn ở trong sân như thế này thì cái gì sẽ làm cho nó chạy toán loạn lên? Thực ra thì các cái hoạt động trong đầu tư kinh doanh hay là những cái việc mà giao dịch mua bán ở thị trường tài chính, thị trường bất động sản nó hoàn toàn có cái quy luật tự nhiên, giống như cái việc mà nếu như không có bất kỳ một cái tác động bất thường nào thì đàn gà hay là những nhà đầu tư gọi là gà con mới tham gia thị trường sẽ không mấy chịu tác động và họ sẽ vui vẻ trong cái câu chuyện tức là kiếm ăn bằng những cái giao dịch ngắn, mua lên rồi sau đấy là bán xuống. Nhưng mà đến khi mà có những cái tác động, những cái tương tác kiểu như là đe dọa tới cái sự mất mát về tiền bạc cũng như là đe dọa tới cái sự an toàn của cái tài khoản giao dịch thì đến lúc đó các nhà đầu tư mới thực sự là quan tâm tới, để ý tới những cái phòng ngừa, cái quản trị các cái rủi ro trong cái quá trình giao dịch và đầu tư của mình. Cái việc tham gia đầu tư trên thị trường chứng khoán cũng có cái ý nghĩa hoàn toàn tương tự giống như những gì mà chúng tôi vừa chia sẻ về cái việc là những cái hành vi đe dọa tới cái sự nguy hiểm cũng như là đe dọa tới cái việc mà bị cầm giữ ảnh hưởng tới tính mạng của các cái động vật sống xung quanh chúng ta, nó có ý nghĩa về mặt tự nhiên. Thì trên thị trường chứng khoán chúng ta có hai cái loại hành vi, một là hành vi có tổ chức, được bài bản đầu tư, bài bản nghiên cứu về mặt kiến thức, tức là chúng ta gọi là cái hành vi chủ động. Và một cái hành vi thứ hai mà chúng ta thường hay gặp đó chính là cái hành vi bị động. Thì thông thường thì các cái hành vi mà chủ động nó sẽ phát huy tác dụng rất là tốt trong những cái thời điểm, trong những cái thị trường mà cái tính biến động của nó không cao, hay nói cách khác là các cái chuyên gia trên thị trường tài chính, chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản thì đưa ra những cái nhận định, những cái chia sẻ hay là những cái góc nhìn thì thường là có tính xác suất đúng cao trong những lúc, trong những thời điểm mà thị trường ít có sự biến động, dịch chuyển theo một cái chu kỳ hay là dịch chuyển theo một cái quy luật được vận hành một cách hiệu quả và thị trường vận hành theo đúng cái lý thuyết mà họ được học, được nghiên cứu, giống như cái câu chuyện mà lý thuyết thị trường hiệu quả. Thì lúc đó họ sẽ dựa vào các cái căn cứ, những cái số liệu, những cái gọi là những cái kiến thức của họ được học hỏi để đưa ra những cái nhận định, và cái độ chính xác của các nhận định đó thì thông thường thì chỉ cần những người am hiểu sâu sắc về thị trường, về kinh tế thì cũng đều có thể đưa ra được, không cứ gì là các chuyên gia. Chẳng qua là họ được phong hàm đưa ra những cái nhận định, tức là thường xuyên đưa ra những nhận định, hoặc là được công nhận là những người được phép phát ngôn thì nó có tính gọi là đại chúng hơn so với những người khác mà thôi. Tuy vậy thì các chuyên gia thì lại hay sai, hay có những cái phản ứng hay là những cái đưa ra những cái nhận định không phải là trên cái cơ sở dữ liệu, mà là những cái nhận định thiếu khách quan, thường thì sẽ bị sai trong những cái thời điểm mà những cái nhận định mà cần đến cái sự quyết đoán cũng như là có cái tính dự cảm trên cái tinh thần đó, chính là các cái chuyên gia này thì sẽ bị một cái hành vi, đó là chính là hành vi lấn át cái gọi là cái quy luật, cái kiến thức thông thường. Đó là cái hành vi của cái phần con được trỗi dậy. Thì tại sao thường thì rất nhiều những cái lần nhận định đúng nhưng mà chỉ thường hay sai ở những cái nhận định cuối cùng, cũng giống như là cái câu chuyện đó là trong một cái cuộc chiến thì thường đúng ở rất nhiều những trận chiến nhỏ nhưng mà lại sai ở cái trận chiến cuối cùng, thì kết quả thì đầu tư hay là cái kết quả quản trị cái danh mục cũng không hiệu quả. Thì ở đây nó chủ yếu nó đến từ cái câu chuyện của
việc là cái chất kích thích của các cái hành vi liên quan tới cái quản trị, kiểm soát các cái cảm xúc. Thì khi mà các cái chuyên gia hay là những nhà đầu tư thì trong một cái thị trường tương đối hiệu quả thì họ đưa ra các cái nhận định của mình thì thường đúng mà đem lại cái kết quả hoạt động kinh doanh tốt. Nhưng mà khi mà các cái hoạt động nhận định liên tục được đưa ra và liên tục có cái kết quả trả về là tích cực thì cái hành vi của cái người chuyên gia hay là của cái người đưa ra cái dự báo, đưa ra cái nhận định, họ có khuynh hướng rằng là tự tin thái quá vào những cái nhận định của mình, và từ cái chuyện là họ tuân thủ cái nguyên tắc của cái phương pháp nhận định hay là tuân thủ các cái nguyên tắc về hành nghề thì họ bắt đầu có cái dấu hiệu tức là ảo tưởng về sức mạnh, và từ đó thì họ sẽ đưa ra những cái nhận định, những cái gọi là đánh giá nó không nằm trên, tức là không theo cái quy luật, không theo các cái phương pháp, hay là có thể là sẽ không theo những cái mô hình mà họ đã sử dụng trong những cái thời gian trước đó, mà họ thường hay đưa cái ý thức, cái cảm quan chủ quan của mình dựa trên cái câu chuyện đó là ảo tưởng về cái sức mạnh, khả năng và cái trình độ kiến thức của mình, nên họ sẽ đưa ra những cái nhận định nó nặng cái tính chất cái phần con trong phần lớn những cái nhận định của mình. Thì thường thì những cái nhận định đó nó thường nằm ở những cái thời điểm mà cái mấu chốt quan trọng, và nó dẫn đến những cái sai lầm thực sự là rất lớn, không đáng có, và đưa ra cái kết quả cuối cùng của một cái chu kỳ đầu tư hay là một kết quả tổng hợp của cái quá trình đầu tư thì thường là kém hiệu quả. Điều này thì nếu để giải thích rõ nét hơn liên quan tới cái sự thành công hay thất bại của các cái quá trình tham gia đầu tư thì chúng ta sẽ nói rõ hơn về cái câu chuyện này trong cái nội hàm của cái vấn đề là kiểm soát cái cảm xúc trong đầu tư, thì nó có tính quan trọng hơn khá là nhiều so với lại cái việc là chúng ta hiểu biết hay là nhận thức đúng về một vấn đề. Bởi vì kiểm soát đúng ở đây á, kiểm soát cái cảm xúc ở đây nó không có ý nghĩa là chúng ta không cần hay là không cần phải biết được những cái kiến thức hay là những cái kinh nghiệm hay là những cái phương pháp để chúng ta quản trị cái danh mục đầu tư hay là quản trị những cái hoạt động đầu tư, mà ở đây chúng ta phải biết rồi, sau đó thì chúng ta phải quản lý cái cảm xúc, cái phần con trong mỗi cái cá thể. Bởi vì cái phần con này nó thông thường thì ở một cái trạng thái bình thường, ở một cái trạng thái không quá hưng phấn, ví dụ như thị trường không quá bong bóng hay là cái việc suy giảm của thị trường không quá mức so với mức bình thường, thì phần lớn thì họ không bị tác động về mặt tâm lý. Nhưng mà khi mà các cái hành vi bị bơm thổi bởi việc là cái xu hướng trước đó nó tăng rất là nhanh, hoặc là nó tạo ra những cái bong bóng lớn, nó giúp cho cái người tham gia hành nghề hoặc là thực hành trong cái nghề đầu tư thì kiếm được một cái lợi nhuận, mức lợi nhuận nảy sinh trong một khoảng thời gian ngắn là rất nhanh. Thực tế về bản chất, nếu như tính một cái chu kỳ dài hạn thì cái câu chuyện mà đem lại cái hiệu quả đầu tư ngắn hạn nhanh như vậy nó không phải là bản chất, nó chỉ là cái phần hình, tức là phần hiển thị. Nó có thể là cái gọi là cái lợi nhuận của cả tương lai gần, của nhiều năm sau đó, nhưng mà nó được hiển thị, được hiển lộ trong một khoảng thời gian ngắn. Và cái việc đó nó không phải là cái, nó đến từ cái gọi là cái lượng mà chuyển hóa thành chất, tức là cái khả năng, năng lực mà chuyển hóa thành cái kết quả, mà nó đến từ cái câu chuyện đó là do cái yếu tố gọi là bất cân xứng của thị trường, do cái yếu tố là gọi là không hiệu quả của thị trường, nó dẫn đến chuyện đó. Thì cái câu chuyện có thể lời trong ngắn hạn rất là nhiều, nhưng mà người ta phải hiểu được bản chất cái câu chuyện là vẫn phải tuân thủ các cái nguyên tắc hành nghề và không được ảo tưởng về cái khả năng, cái năng lực của mình. Rồi trong cái câu chuyện này thì nó lại còn phải có một cái câu chuyện nữa, đó là cái phần lợi nhuận trong ngắn hạn có thể được sinh ra, được trồi lên, được phát sinh ra trong ngắn hạn nhiều, thì nó chính là cái phần để chúng ta phòng ngừa rủi ro hoặc là chịu đựng những cái rủi ro trong cái khoảng thời gian sau tiếp theo, để có một cái quá trình đầu tư về mặt dài hạn là nó
nó hiệu quả hoặc là nó không bị tác động và ít ảnh hưởng về bị chi phối khi mà thị trường lại đi theo cái chiều ngược lại, tức là nó gặp phải những cái khoảng thời gian nó bị cái một cái vấn đề gì đó mà nó gây ra cái chuyện là giảm giá một cách quá mức, thì cái việc quá mức tăng lên và cái quá mức giảm xuống thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta được một cái trạng thái, đó là cái trục đồng tâm trong cái câu chuyện, đó là thị trường thường chuyển theo cái hình sin, tức là sẽ lên quá mức và sẽ xuống quá mức, nhưng ở cái tâm của cái bản chất của vấn đề đầu tư nó phải được duy trì ở một cái đường gọi là được cái đường tâm. Thì chỉ có như vậy thì cái tâm lý trong giao dịch, cái cảm xúc trong giao dịch nó mới được kiểm soát và nó sẽ ít bị ảnh hưởng khi mà thị trường tăng mạnh hay là thị trường giảm mạnh. Và bằng cái việc hiểu rõ được cái bản chất thực của câu chuyện là đầu tư không hề dễ dàng một chút nào như chúng tôi vừa trao đổi, thì các chuyên gia mới luôn luôn công tâm và gần như là độc lập với thị trường, không bị chi phối bởi cái cảm xúc ngắn hạn là tăng nhiều hay là giảm nhiều, để đưa ra những cái nhận định mang tính chất gọi là chủ quan, không theo một cái quy trình, không theo một cái phương pháp cụ thể nào cả. Chỉ khi làm được điều đó thì cái quá trình đầu tư nó mới có thể bền vững và nó có thể mới đưa được cái kết quả về mặt chung và dài hạn tốt và tích cực, tránh bị ảnh hưởng bởi các cái hành vi tâm lý gọi là bất thường, hoặc là tránh bị ảnh hưởng bởi những cái thông tin, những cái chu kỳ kinh tế bất thường nó có thể diễn ra ngoài cái dự liệu. Bởi vì rất nhiều những vấn đề kinh tế, rất nhiều những vấn đề theo kiểu như là thiên nga đen, nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào mà khó có thể mà các chuyên gia có thể đủ cơ sở dữ liệu để có thể đưa ra những nhận định mà chính xác được. Vậy thì kiểm soát cảm xúc nó chỉ bằng một cái giải pháp khá là giản đơn như vậy thôi, thì nó đã đem lại được cái sự thăng bằng trong cái quá trình là ra quyết định cũng như là đưa ra những cái nhận định, những cái dự báo. Những cái nhà đầu tư cá nhân hay là những cái người mà chưa phải là những nhà đầu tư có nhiều năm, nhiều thâm niên trong cái hoạt động đầu tư kinh doanh, thì thông thường thì họ sẽ thường hay có cái khuynh hướng là tham khảo thêm các cái ý kiến của chuyên gia. Tuy vậy thì một cái góp ý mà theo cái kinh nghiệm của chúng tôi đã tham gia và hoạt động trong cái lĩnh vực kinh doanh này, thì giống như ở đầu video chúng tôi đã nói rằng là gần như mọi cái hành vi hay là những cái quyết định trong cái việc đầu tư mua bán, thì cái phần con trong con người nó tác động rất lớn đến các cái quá trình ra quyết định. Mặc dù anh chị có thể có cảm nhận về điều đó hoặc không có cảm nhận về điều đó, thì vốn dĩ trong mỗi người cái phần mà gọi là không cần được giáo dục, không cần được học hỏi, nó cũng tự vốn có trong mình rồi. Đó là cái việc sợ hãi, cái việc tham lam trong những thời điểm, trong những lúc mà chúng ta cần phải có cái gọi là cái chủ động trong cái việc quản trị cái cảm xúc này, thì chúng ta lại không nhận biết được cái câu chuyện đó, và thường sẽ bị dẫn dụ hoặc là thường sẽ bị gọi là dẫn dắt vào những cái thương vụ đầu tư chủ yếu nó là bằng cái cảm xúc. Và như vậy thì gần như là khi chúng ta nhận ra những cái thua lỗ, khi chúng ta nhận ra những cái sự đe dọa về cái thiệt hại của tài khoản hay là thiệt hại về mặt tiền bạc, thì chúng ta mới bắt đầu xem xét, đánh giá và quản trị rủi ro. Thì như vậy thì nó đã là hơi muộn rồi. Nên là cái việc nhận thức đúng, nhận thức đủ và biết được cái việc là những cái tác động chủ chốt đến cái việc ra quyết định, nó không chỉ là đến từ những cái hiểu biết, nó không chỉ đến từ những cái kiến thức, mà rất nhiều phần trong những cái quyết định của anh chị và các bạn thì nó đến từ cái gọi là cái cảm xúc. Và để rèn luyện cái cảm xúc có thể mà chúng ta không nhận biết ra được nhưng mà nó vẫn là những cái cảm xúc đúng, thì chúng ta cần phải nâng cao cái hệ thống khả năng, gọi là giống như là nếu như phòng chống với dịch bệnh thì phải nâng cao hệ thống miễn dịch. Còn để phòng chống và chủ động khi những cái cảm xúc mà chúng ta bị bốc đồng nhưng nó vẫn có cái ý nghĩa quan trọng, có tỷ lệ thành công cao, nó là chúng ta phải nâng cao cái khả năng, cái trình độ cũng như là cái sự cọ sát nhất định với các cái lĩnh vực mà chúng ta làm. Nên anh chị và các bạn luôn nhớ rằng có hai điều. Một là cái lĩnh vực đầu tư thì nó luôn phải được hiểu rằng là nó không hề dễ dàng một chút nào cả. Những cái thứ mà nó đến một cách dễ dàng về bản chất nó chỉ là
cái phần hiển thị hiển lộ để có thể gọi là tương tác lên cái hành vi, thu hút thêm những cái nhà đầu tư mới, hoặc là thu hút và nâng cao cái sự hấp dẫn của cái kênh đầu tư, chứ nó không phải là bản chất. Bản chất là khá là khó khăn, bất kỳ ngành nghề nào thì nó cũng đều khó khăn như nhau, và chúng ta phải luôn luôn nhận thức rõ điều đó. Có thể ngắn hạn nó đem lại kết quả tốt, nhưng về mặt dài hạn những kết quả tốt đó phải được sử dụng để phòng ngừa cái rủi ro cho tương lai. Giống như câu chuyện các ngân hàng khi mà hoạt động kinh doanh tốt thì phải luôn luôn đề phòng những cái rủi ro về cái nợ xấu, và họ luôn để lại một cái phần gọi là phần dự phòng rủi ro tài chính để phòng ngừa cho những cái lúc rủi ro. Hay giống như một cái những cái gọi là hoạt động làm ăn, thì chúng ta luôn luôn có một cái quỹ gọi là quỹ dự phòng cho cái rủi ro, cái tai nạn. Thì cái quỹ đó là một trong những cái quỹ mà đề phòng những cái trường hợp gọi xấu xảy ra. Thì khi chúng ta nhận thức đúng như vậy rồi thì chúng ta phải đi đến cái bước thứ hai, đó chính là chúng ta phải hiểu được rằng là đầu tư nó không chỉ đơn thuần là một cái phương pháp, giống như kiểu là chúng ta lên một kế hoạch, sau đấy đưa ra một cái quy trình thực hiện, áp đặt một cái quy trình thực hiện, mà nó cần phải có cái sự quan sát, theo dõi. Nó cũng giống như câu chuyện là khi chúng ta làm một cái việc gì đó, chúng ta phải có sự tập trung vào cái công việc đó, chứ không phải là câu chuyện là đầu tư, tức là chúng ta mua sau đấy chúng ta vứt đó, để không để ý đến nó nữa và quên nó đi luôn. Thì đó là cái câu chuyện anh chị và các bạn đã coi cái lĩnh vực đầu tư là một cái thứ gì đó nó quá dễ dàng và vứt bỏ, không quan tâm và cập nhật. Như vậy là chúng ta thiếu tập trung. Và điều nữa đó là khi mà nhận thức đúng được hai cái câu chuyện đó rồi thì chúng ta phải đến một cái điều thứ ba, đó là để cho cái trạng thái cảm xúc tác động, mà gọi là không phải là chủ động mà nó là bị động, nó là cái phần gọi là trỗi lên của người ta hay gọi là cái cảm tính, những cái quyết định do cảm tính, nó có tính chất đúng và đem lại cái kết quả đầu tư cao, thì chúng ta cần phải rèn giũa liên tục cả về cái quá trình quan sát đầu tư, mua bán, thử nghiệm, phân tích, rồi chúng ta cũng cần phải có những cái giải pháp về các cái việc là quản trị rủi ro của cái quá trình quản trị cái danh mục, rồi quá trình quản trị cái dòng tiền, quá trình cái quản trị và cắt lỗ, dừng lỗ trong những cái thương vụ mà chúng ta gọi là đầu tư chưa hiệu quả. Bởi vì chúng ta phải hiểu được rằng là trong những cái quyết định mua bán của mình thì thông thường nó chiếm rất lớn, trong đó 70-80% là những quyết định sai lầm. Và chúng ta thường có những cái quyết định sai lầm nhưng mà chúng ta lại không chấp nhận rằng là chúng ta sai, mà chúng ta khi tham gia đầu tư hay hoạt động kinh doanh thì chúng ta luôn luôn báo thù rằng là chúng ta sẽ luôn đúng. Nhưng điều đó là điều không phải là bản chất tự nhiên, mà bản chất tự nhiên là sai và sửa sai. Do đó thì chúng ta phải chấp nhận rằng là trong nhiều trong số những cái thương vụ của chúng ta làm ăn kinh doanh thì chúng ta đều có thể sai, và luôn luôn đặt cái vấn đề là cái sự việc, cái hành động của chúng ta là có thể sai, và nếu sai thì chúng ta sẽ hành động như thế nào. Từ đó chúng ta sẽ tác động vào cái hành vi của chúng ta là luôn luôn phải rất cảnh giác và đề cao cái câu chuyện theo dõi sát các cái diễn biến của thị trường, của hoạt động kinh doanh, của hoạt động đầu tư và của những vấn đề có thể tương tác lên các cái khoản đầu tư lên tới cả hàng tỷ, vài chục tỷ đồng của quý anh chị và các bạn. Và hy vọng rằng là những cái lan man trong một cái thời lượng chia sẻ của video này thì đem lại được nhiều cái thông tin, nhiều cái hiểu biết hữu ích cho anh chị và các bạn trong cái việc ra quyết định đầu tư đúng trong thời gian sắp tới. Hy vọng rằng là anh chị và các bạn ngày càng đầu tư tốt hơn, hiệu quả hơn và đem lại nhiều cái lợi ích về mặt kinh doanh. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn.